Chào các bạn, hôm nay mình vào bếp chia sẻ với các bạn một món ngon từ cá chép. Đây là món cá chép om với dưa chua. Cách làm của mình thì rất là đơn giản luôn, không cầu kỳ. Và cái món ăn của mình cũng cực kỳ hấp dẫn và ngon nha. Cùng theo dõi mình vào bếp để mình thực hiện món ăn nhé. Ở đây mình sử dụng một con cá chép. Con cá này to khoảng 1,5 kg. Thì mình mua về, mình sẽ làm sạch đi cái phần bụng, phần mang và mình đánh vảy. Mình rửa thật sạch, sau đó mình rửa sơ qua một lần bằng nước muối. Và cái phần chanh á, mình chà qua cái phần lớp da của cá đi. Sau đó các bạn rửa sạch một lần nữa, mình để ráo nước. Và mình sẽ khứa con cá thành những cái khứa, cái đường chéo các bạn. Nưng con cá như thế này để tí nữa mình chiên á, hoặc là mình om cho cá của mình nó được thấm gia vị nhé. Gia vị đi kèm ở đây mình sử dụng là 2 quả cà chua, 1 ít hành lá, 1 ít rau thì là, ớt, 1 ít gừng, hành, củ và 1 ít tỏi. Đây là phần dưa chua. Dưa chua thì mình chuẩn bị một dĩa này là khoảng 400g. Dưa chua mình muối nên mình canh được cái dưa nó vừa chua và nó còn giữ được cái độ giòn. Mình đã muối chung với lại 1 ít ớt và 1 ít rau răm, rất là thơm luôn. Và dưa mình muối nó cũng có độ đậm đà vừa phải. 1 ít gia vị đi kèm nữa là mình sử dụng ở đây là 3 thìa nước mắm, 1 thìa hạt nêm cờ no và 1,5 thìa đường. Phần hành củ, tỏi và phần gừng mình đã đập dập và sau đó mình băm nhỏ. Gừng thì mình thái sợi ra, ớt thì mình để nguyên trái, rau thì là và hành lá thì mình đã cắt khúc vừa ăn. Cà chua thì các bạn cắt thành những múi như vậy. Và 1 ít hành lá thì mình sẽ để cái phần cuốn hành lại. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chiên. Thì để cá chép om dưa nó được ngon và đẹp mắt hơn thì mình sẽ chiên nguyên cả con như vậy. Các bạn nếu mà cái chảo các bạn nhỏ thì các bạn có thể cắt ra làm đôi. Lúc này thì mình sử dụng cái chảo to nhất mà mình có thể. Ở đây mình cho vào đây một lượng dầu khá là nhiều. Khi dầu sôi rồi, mình sẽ cho xuống dầu 1 ít hạt muối để cho mình chiên cá nó đỡ bị bắn nha. Bây giờ mình sẽ thả cá vào. Cái chảo của mình nó như thế này nè các bạn, nên cứ khi mà mình cho cá vào á, cá mình nó to quá, nó không có vừa hết cái chảo. Nên lúc chiên thì mình chịu khó mình rưới cái dầu lên trên cái phần đầu và phần đuôi á, để tí nữa mình lật cá nó không bị dính. Phần ở dưới sau khi mình đã chiên được khoảng 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ lật lên. Cái phần đầu nó hơi bị dính các bạn, hơi bị sát do cái phần này nó thiếu dầu. Cá này các bạn cũng không cần phải chiên kỹ quá nha, tại tí nữa mình om á thì cá nó sẽ chín thêm. Đây, cái phần cá của mình chiên á, cái phần giữa của nó rất là vàng và nó ngon nhé. Cái phần đầu, cái phần đuôi thì nó hơi bị sát. Cái này thì mình có thể cắt ra làm đôi, mình chiên thì nó sẽ không bị dính nha các bạn. Do mình muốn làm cho nó ngon á, thì mình chiên cả con như vậy. Thì thường mấy bạn mà chiên cả con rồi các bạn om á, mình có thể làm để mình đãi khách được. Và nhìn con cá nó rất là ngon luôn. Mình chỉ cần chiên cho mặt sau nó vàng một tí nha, rồi mình vớt ra. Các bạn cạn bớt cái phần dầu ăn trong chảo đi, mình chỉ để lại một cái lượng vừa phải thôi. Sau đó thì mình sẽ cho tỏi, hành và mình cho phần gừng vào, mình phi thơm lên. Tiếp đến mình sẽ cho cà chua vào, mình xào sơ lên.
Và bây giờ mình sẽ cho phần dưa chua vào. Mình xào dưa chua thôi một lúc, khoảng 3 phút, để cho cái phần dưa chua của mình nó được xào nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây nửa lít nước. Mình nấu cho cái nước này nó sôi lên. Sau khi nước sôi rồi mình sẽ nêm nếm gia vị. Mình sẽ cho vào đây một thìa hạt nêm cờ no, một thìa rưỡi đường. Và mình cho vào đây là 3 thìa nước mắm nha các bạn. Các bạn nêm nếm sao cho nó vừa miệng ha. Bây giờ thì mình sẽ gạt dưa chua sang hai bên. Mình sẽ cho cá vào giữa. Và bây giờ mình sẽ om cá với nửa vừa vừa khoảng 10 phút để cho cái mặt dưới của cá nó được thấm gia vị. Sau khi om được 10 phút rồi, mình sẽ lật lại cái mặt cá. Và mình sẽ om nhỏ nữa, thêm 10 phút nữa. Sau khi mình om xong thì cái cá của mình đã chín và cái nước của mình nó cũng đã cạn xuống rồi các bạn. Các bạn lưu ý là khi mình om cá mình sẽ cho cái nửa nó vừa vừa nha, không nên đun với nửa to. Mình sẽ cho hành lá và rau thìn là vào sau. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Cái phần cá sau khi mình đã om xong rồi các bạn, trong quá trình om thì bạn nào thích ăn cay thì mình cho ớt vào để mình om chung nhé. Thì mình đã vớt ra một cái khay như thế này. Thì khay này các bạn có thể bỏ lên bếp và mình vừa ăn mình vừa đun cho nó nóng lên cũng được. Thì nó rất là ngon luôn. Cái phần dưa chua của mình á, đặc biệt là dưa của mình không quá chua mà nó vừa tới á, mình muối không quá mặn nữa, nó vừa phải. Cái nước của nó cân bằng giữa cái độ chua, cái độ đậm đà, cái độ ngọt và cái độ ngon của cá nữa. Cá tươi nên ăn cái thịt của nó rất là ngon. Còn cái phần hành lá các bạn có thể bào mỏng nó ra như thế này, các bạn đắp lên trên mà ăn kèm nữa rất là ngon luôn. Cái độ thơm của rau thìn là nữa làm cái món ăn của mình trở nên hấp dẫn hơn và bắt mắt hơn. Cái nước của nó các bạn có thể ăn kèm với bún tươi, rất là hợp nha các bạn. Cái món ăn này rất là đơn giản và dễ làm luôn.
Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.